Hello cả nhà, nay em sẽ quay cho cả nhà một cặp máy cưa ít tin. Con đầu tiên là con Shintawa 410. Đây, một con. Con thứ hai là con Shintawa 485. Dòng này dòng máy lớn nha. Lam là tin hết nha. Đấy, lữ nó còn dày nè. Con này cũng vậy. Rồi, Lam trượt hết, trượt là tin hết. Rồi, sau này test máy nổ. Rồi, con này là Shintawa 410 nha. Cần này liên hệ con này. Con tiếp theo là Shintawa 485. Con này thì hình thức thì nó đẹp hơn con bên đây. Rồi, là công tắc. Rồi, nhịp nào. Đó, nghe hơi là biết ha. Đi giật nè. Rồi, quay lại con này. Hai con là cái nòng nó còn trắng hết nha. Không biết thấy không ta? Đó, nó còn hơi trắng sát gì đó. Chưa đen. Con này cũng vậy. Rồi. Ok ha, nhà mình ai cần liên hệ nha.